Xin chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phân tích Tài chính và Học Kế toán Online. Tại cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn thêm một cái rủi ro nữa khi chúng ta thực hiện việc quyết toán thuế của doanh nghiệp. Đó là rủi ro về cái danh tiếng của doanh nghiệp của chúng ta. Thì tại các video trước đây thì tôi đã chia sẻ với các bạn hai cái loại rủi ro khi mà chúng ta thực hiện việc quyết toán thuế, đó là gì? Rủi ro kế toán và rủi ro trong giao dịch của chúng ta. Thế thì tại video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ thêm với các bạn một cái rủi ro nữa khi chúng ta thực hiện việc quyết toán thuế của doanh nghiệp của chúng ta, đó là rủi ro về mặt danh tiếng. Tức là danh tiếng ở đây là gì? Là có nghĩa là khi chúng ta gì phân tích các cái chỉ số tài chính của chúng ta thì nó đã toát lên được cái gì, cái sự rủi ro của chúng ta rồi, chứ chưa cần phải kiểm tra cái hoạt động sản xuất kinh doanh, mà mới chỉ cần nhìn trên bảng cân đối kế toán của chúng ta và phân tích các cái chỉ số tài chính thể hiện qua cái gì, các cái báo cáo tài chính của chúng ta thôi, thì nó đã toát lên cái rủi ro lên rồi, nên gọi là rủi ro danh tiếng. Tức là nhìn thấy cái điều đó đã gì, đã thấy rủi ro rồi, chứ chưa cần phải gì xem xét thực tế. Tức là gì, chưa cần phải đi vào tìm hiểu hồ sơ tài liệu ở bên trong, mà nhìn bên ngoài đã gì, đã toát lên cái rủi ro này rồi, thì đó gọi là rủi ro danh tiếng. Tức là gì, cái tiếng của chúng ta nó đã gì, đã được đưa ra bên ngoài rồi, hay còn nói cái khác là nhìn là đã biết đó có rủi ro hay rồi. Và khi đó thì cơ quan thuế chỉ cần phân tích cái báo cáo tài chính của chúng ta là cơ quan thuế đã biết là chúng ta thì tiềm ẩn những cái rủi ro. Và khi nó đã tiềm ẩn những cái rủi ro thì đương nhiên cơ quan thuế họ sẽ kiểm tra sâu, họ kiểm tra kỹ của chúng ta và những cái bộc lộ. Và khi họ kiểm tra kỹ thì những cái việc chúng ta làm sai nó sẽ được bộc lộ ra khi thực tế họ sẽ kiểm tra, và những cái khoản phạt gia tăng về thuế của chúng ta nó sẽ gì, nó sẽ tiềm ẩn những cái khoản mà chúng ta phải nộp phát sinh tăng. Và thường đây là những cái gì, cái khoản nó sẽ liên quan đến cái việc mà chúng ta chậm nộp hoặc là cố tình trốn thuế nếu như cơ quan thuế gì ghi nặng cái gì, cái nội dung của chúng ta lên. Thế thì đối với cái rủi ro danh tiếng này thì chúng ta phân tích những chỉ tiêu nào, hay là những cái chỉ tiêu nào khi phân tích thì nó toát lên được cái điều đó. Thế thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn qua cái video này. Thế là cái chỉ tiêu đầu tiên, đó là cái chỉ tiêu hay gọi là chỉ số là gì, nợ ngắn hạn, chỉ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn cho cái năm tài chính của chúng ta. Thế thì cái chỉ tiêu mà đánh giá cái khả năng thanh toán nợ ngắn hạn sẽ được tính toán theo cái công thức như thế nào, thì nó sẽ bằng gì, tài sản ngắn hạn chia cho nợ ngắn hạn của chúng ta. Đó là cái chỉ số thanh toán nợ ngắn hạn. Thế thì đối với cái chỉ số này mà trong cái phân tích báo cáo tài chính thì đương nhiên là chúng ta cần phải biết, tức là những cái người mà làm cái công tác phân tích báo cáo tài chính, những cái giám đốc tài chính của các doanh nghiệp hoặc là kế toán trưởng hoặc là các cái gì, các cái nhà đầu tư khi thực hiện phân tích báo cáo tài chính thì họ thường sẽ phân tích cái chỉ số này đầu tiên, đó là gì, chỉ số khả năng thanh toán nhanh hay là chỉ số thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của chúng ta. Bởi vì nợ ngắn hạn là cái khoản mà chúng ta phải gì, phải thanh toán trước mắt cho gì, cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta. Nếu như trong ngắn hạn mà chúng ta không thanh toán được thì đồng nghĩa với việc trong dài hạn chúng ta gì rất dễ rơi vào cái tình trạng gì, mất khả năng thanh toán hay còn gọi là phá sản. Nên bởi vậy cái chỉ số này là một cái chỉ số mà chúng ta cần phải phân tích đầu tiên, cũng như là cơ quan thuế họ sẽ gì, họ sẽ phân tích cái chỉ số này đầu tiên. Nếu cái chỉ số này nó nhỏ hơn hoặc bằng 1, điều đó chứng tỏ rằng doanh nghiệp đang ở cái bờ vực của cái việc mà gì, đang mất cái khả năng trả nợ. Và khi doanh nghiệp ở cái bờ vực mất khả năng trả nợ thì cái ưu tiên đầu tiên mà doanh nghiệp sẽ phải trả nợ, đó là sẽ phải trả nợ cho các tổ chức tín dụng, các cái gì, các cái ngân hàng mà doanh nghiệp đang vay các cái khoản vay dài hạn cũng như ngắn hạn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Đó là cái ưu tiên đầu tiên. Cái ưu tiên thứ hai mà doanh nghiệp phải trả nợ đó là gì, trả nợ cho các đối tác khi mà doanh nghiệp của chúng ta gì mua hàng hóa và dịch vụ đầu vào thì bắt buộc doanh nghiệp phải gì, phải trả các khoản nợ này. Cái khoản nợ thứ ba đó là các khoản nợ gì cho nhân viên của chúng ta, đó là các khoản nợ tiền nhân công, tiền lương cho cái gì, cho cái đội ngũ nhân viên của chúng ta. Và cái khoản nợ thứ tư đó mới là các khoản nợ phải gì, phải trả cho gì, cho ngân sách nhà nước hay phải nộp thuế, các khoản thuế phải nộp. Thế thì khi mà chúng ta gì lâm vào cái tình trạng gì có khả năng là mất khả năng thanh toán, nếu cái chỉ số thanh toán nợ ngắn hạn nó nhỏ hơn hoặc bằng 1 thì cơ quan thuế biết chắc chắn rằng doanh nghiệp này đang gặp rủi ro và cái khả năng mà nộp thuế nó sẽ gì, nó sẽ rất là mong manh và có khả năng có thể sẽ không đủ tiền để gì, để nộp thuế và ngân sách nhà nước nữa. Bởi vì các ưu tiên của doanh nghiệp nó phải là ưu tiên cho các cái đối tác, ưu tiên cho gì, cho ngân hàng trước. Và khi mà đã thanh toán các khoản nợ đó rồi thì cái số tiền còn lại có thể sẽ gì không còn đủ. Đây là phân tích, khi mà phân tích thì nó đã có những cái rủi ro rồi thì cái điều đó nó sẽ xảy ra là có khả năng sẽ không được, không nộp, không đủ tiền để có thể gì, nộp vào ngân sách nhà nước các cái khoản thuế phải nộp. Nên bởi vậy
cơ quan thuế sẽ gì, sẽ căn cứ vào đấy mà sẽ gì, sẽ kiểm tra các cái hoạt động của doanh nghiệp, xem đằng sau các cái chỉ số này thì có cái điều gì bất thường hay không, nó có điều gì nó phản ánh, nó không đúng với cái hoạt động sản xuất kinh doanh thực sự hay không. Còn nếu như thực sự chúng ta lâm vào tình trạng khó khăn nhưng mà chúng ta làm đúng quy định của luật thì nó lại là câu chuyện khác. Nhưng nếu như chúng ta lâm vào tình trạng khó khăn do không phải chúng ta gì lâm vào cái tình trạng khó khăn do cái hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta mà chúng ta cố tình tạo ra cái điều đó, thì cơ quan thuế sẽ gì, sẽ kiểm tra và sẽ phát hiện ra cái việc chúng ta làm. Nên bởi vậy khi mà chúng ta có cái gì, có cái chỉ số hệ số thanh toán nợ đến hạn mà nhỏ hơn hoặc bằng một thì đó cũng là một cái rủi ro mà cơ quan thuế sẽ kiểm tra. Đó là cái chỉ số đầu tiên. Cái chỉ số thứ hai đó là gì, là số thuế phải nộp trên doanh thu. Đây là cũng là một cái chỉ số mà gì cơ quan thuế sẽ kiểm tra. Và cơ quan thuế thường thì sẽ so sánh cái chỉ số này với các doanh nghiệp cùng ngành để xem là với cái quy mô như thế này, với cái gì, với cái ngành nghề chúng ta đang hoạt động sản xuất kinh doanh như thế này thì cái số thuế chúng ta phải nộp nó sẽ là bao nhiêu, và người ta sẽ so sánh với các doanh nghiệp cùng ngành để người ta biết được rằng là với cái mức doanh thu như vậy của các doanh nghiệp cùng ngành thì một đồng doanh thu sẽ phải nộp bao nhiêu đồng tiền thuế. Thế thì doanh nghiệp của chúng ta nếu như nó thấp hơn so với mức trung bình của ngành thì đó cũng là một cái dấu hiệu để cơ quan thuế cho thấy đây là có một cái dấu hiệu mà chúng ta gì trốn thuế, chậm nộp thuế. Và đây cũng là một trong những cái rủi ro chúng ta sẽ gì, sẽ gặp phải nếu như chúng ta thực sự là chúng ta gì tìm cách chúng ta trốn thuế. Và cơ quan thuế sau khi phân tích cái chỉ số này thì cơ quan thuế chắc chắn sẽ có những cái gì, có các cách để cơ quan thuế kiểm tra, thành lập các đoàn kiểm tra để cơ quan thuế kiểm tra xem thực sự có phải cái hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta đang gặp khó khăn hay không, dẫn đến số thuế phải nộp nó giảm đi, hay là chúng ta đang cố tình che giấu doanh thu, kê khai giảm số thuế phải nộp để chúng ta gì, chúng ta trốn thuế. Tức là số thuế phải nộp trên doanh thu nó đã giảm đi so với các kỳ trước, so với trung bình của ngành, thì nó sẽ có dấu hiệu để gì, để cơ quan thuế họ gì họ đến họ kiểm tra. Nó có dấu hiệu thôi, còn nếu có thực sự hay không thì nó phải phụ thuộc vào chúng ta, và chính chúng ta mới là người trả lời là có thực sự là chúng ta trốn thuế hay là do cái khách quan của cái hoạt động sản xuất kinh doanh nó mang lại. Nếu nó thực sự là nó khách quan thì đó là cái điều mà chúng ta gì, chúng ta không mong muốn, thì cơ quan thuế không thể nào bắt lỗi chúng ta được. Nhưng nếu nó không phải là khách quan mà nó là do chủ quan chúng ta gì cố tình chúng ta tạo ra cái điều đó thì chắc chắn là cơ quan thuế họ sẽ gì phát hiện ra cái điều đó và họ sẽ truy thu. Đó là cái vấn đề thứ hai đối với cái rủi ro danh tiếng. Và cái vấn đề thứ ba đó là gì, là cái hiệu suất của tài sản cố định, tức là gì, là cái lợi nhuận trên tài sản cố định hay là gì doanh thu trên tài sản cố định, thì đó là cái chỉ tiêu thứ ba mà cơ quan thuế họ sẽ phân tích. Cái chỉ tiêu thứ ba đó là chỉ tiêu lợi nhuận trên tài sản hoặc là doanh thu trên tài sản. Thế thì khi mà phân tích cái chỉ tiêu này thì để thấy rằng thì cái năng lực sản xuất, năng lực tạo ra lợi nhuận, năng lực tạo ra doanh thu của tài sản của chúng ta như thế nào. Nếu như mà so sánh với các năm trước mà tài sản của chúng ta không có sự tăng trưởng, không có sự thay đổi, nhưng mà cái doanh thu của chúng ta đã suy giảm hoặc lợi nhuận của chúng ta đã suy giảm, thì điều đó chứng tỏ rằng là chúng ta đang gì, đang có cái điều gì đó không bình thường trong hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta. Có thể là chúng ta đã che giấu đi doanh thu, bởi vì cái năng lực sản xuất của chúng ta gì, cái tài sản của chúng ta nó vẫn như vậy, chúng ta không gì không giảm tài sản, chúng ta không bán đi tài sản, và chúng ta cũng không gì không đầu tư thêm tài sản của chúng ta, nhưng cái năng lực tạo ra giá trị của tài sản của chúng ta thì nó lại giảm đi. Tức là gì, doanh thu có thể giảm đi hoặc là lợi nhuận có thể giảm đi trên tổng tài sản, thì điều đó cũng là một cái dấu hiệu để cho cơ quan thuế thấy được rằng là gì, có điều gì đó không bình thường trong hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta, và khi đó cơ quan thuế sẽ gì, sẽ tiến hành kiểm tra chúng ta. Thế thì tất nhiên là họ sẽ kiểm tra, bởi vì họ có nghi ngờ, vì cái họ phân tích các chỉ số của chúng ta, chứ không phải là gì họ phân tích thì họ kết luận rằng chúng ta đang gian dối ở đây. Nhưng đó là một cái chỉ tiêu mà gì, người ta nhìn vào đó người ta có thể biết được rằng chúng ta gì có cái điều gì đang bất thường đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta hay không. Và nếu như chúng ta không có hoạt động sản xuất kinh doanh gì bất thường, và đây là cái tác động của gì, của thị trường, tác động yếu tố khách quan của thị trường, thì chúng ta không có gì chúng ta phải lo cả. Chúng ta giải trình rằng cái hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta, tài sản không thay đổi nhưng doanh thu nó giảm, lợi nhuận nó giảm là vì những lý do khách quan, thì chúng ta hoàn toàn có thể gì không sợ cái gì cả, không lo sợ vấn đề gì cả. Nhưng nếu nó không phải đến từ các hoạt động gì sản xuất kinh doanh, không đến từ khách quan, tức là doanh thu chúng ta giảm mà nó không phải đến từ khách quan, mà do chúng ta cố tình chúng ta gì ghi giảm doanh thu, do điều chỉnh giảm giá hoặc là do các cái chiến lược mà chúng ta gì không đăng ký với gì các cái cơ quan chức năng, hoặc là chúng ta gì cố tình chúng ta gì xác định cái khoản doanh thu của chúng ta nó gì nó sai thời điểm, dẫn đến gì doanh thu của chúng ta nó giảm đi, thì cơ quan thuế họ sẽ gì ấn định lại doanh thu. Thì trên đây là ba cái đầu việc hay là ba các cái công việc mà có gì có ảnh hưởng đến cái danh tiếng của chúng ta, hay là phân tích ba cái chỉ số. Thì ba cái chỉ số này là ba cái chỉ số khi phân tích thì chúng ta phát hiện ra được rằng là
cái doanh nghiệp của chúng ta nó có rủi ro về danh tiếng hay không. Tất nhiên khi phân tích thì nó không khẳng định được 100%, nhưng nó là cái dấu hiệu để cơ quan thuế họ biết rằng là chúng ta đang gặp rủi ro, và khi đó thì cơ quan thuế sẽ có thể tiến hành kiểm tra chúng ta sâu hơn để phát hiện chính xác đó có phải là sự thật hay không. Thì trên đây là chia sẻ của tôi về cái rủi ro danh tiếng cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta mà rất có thể chúng ta sẽ gặp phải trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh nếu chúng ta không quản trị tốt điều này. Nếu các bạn thấy cái video này hay và có giá trị thì hãy đừng quên ấn vào nút đăng ký, ấn vào nút chia sẻ và ấn vào nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của tôi trong thời gian tới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.